Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 136, Quân bài tẩy. Đến khi trời sắp sáng, Cổ Đan mới từ trong cung điện bước ra. Vừa ra khỏi cung là hắn lập tức đến phủ của Trấn Đông yêu tướng Mạc Đông. Hai con yêu quái đóng cửa thì thầm bí mật nửa ngày. Sau đó, Mạc Đông hạ lệnh cho 5 vạn yêu binh đang đóng quân ở phía đông tức tốc trở lại vương đô. Cổ Đan bàn việc trong phủ Trấn Đông yêu tướng nửa ngày, liền tiếp tục đến phủ của những vị yêu tướng khác. Sau đó, chúng yêu tướng cũng lần lượt điều binh dưới quyền đang đóng ở các nơi trở về, bố trí phòng tuyến xung quanh vương đô. Trong lúc Cổ Đan vội chạy khắp nơi liên kết các lộ yêu tướng, phủ từ đại tổng quản An Cốc phụ trách trị an trong vương đô cũng bị triệu vào cung. An Cốc không biết trong vương cung xảy ra chuyện gì, yêu vương đã nhiều ngày không xử lý triều chính, sao hôm nay lại đột nhiên tuyên triệu mình vào? Chẳng lẽ chuyện mình đang hợp mưu với 5 vị đại yêu khác đã bị yêu vương phát giác? Nội vệ vương cung đưa An Cốc đến thẳng tầm cung của yêu vương. Nhưng khi tiến vào lại thấy nơi này chỉ có vị cận thần Phật La Thị của bệ hạ. Bây giờ trông Phật La Thị còn cuống quýt hơn cả An Cốc. Y kéo phủ tư đại tổng quản đến trước giường yêu vương, lật chăn gấm để lộ ra cỗ tử thi đang thối rữa, đem những lời đã nói với Cổ Đan trước đó nói lại một lần nữa. Giữ bí mật không được phát tang, tự tay chọn ra một vị thái tử đưa lên ngôi, tranh một phần công lao ủng hộ tân vương, kiêm cho con cháu một tước vị truyền thừa. Loài người bọn họ có thể, thì cớ gì loài yêu chúng nó lại không được? Lúc này trong lòng An Cốc cũng rối bời. Nghe tin yêu vương băng hà, đầu óc hắn bất chợt trống rỗng. Có điều khi nghe Phật La Thị nói nếu có công ủng hộ tân vương liền có thể học theo tập quán của con người, nhận lấy một tước vị truyền đời để lại cho con cháu, vị đại tổng quản này bắt đầu bị lay động. Trước đó hắn bị thuyết phục tham gia tạo phản, chẳng qua cũng chỉ vì mấy năm nay ở yêu sơn quá tù túng, tâm nguyện đời đời của bảy yêu là yêu quái phải rời khỏi yêu sơn, tràn xuống nhân gian sâu xé đổ sát. Hiện giờ ngẫm lại cảm thấy ăn thịt dê bò cũng không phải không được. So với tâm nguyện tranh giành cơ hội cho bảy yêu trong thiên hạ tràn xuống thế gian, chi bằng suy xét cho con cháu đời sau, tranh thủ cho chúng nó một phần gia nghiệp bền vững. Càng chưa cần bàn đến chuyện tân vương mới lên ngôi, bản thân chưa biết chừng còn có cơ hội đứng sau lưng nắm giữ đại cục. Sau khi rời khỏi vương cung, An Cốc cưỡi yêu thú Tật Phong của mình trở về phủ tư, triệu tập tất cả gián điệp và tay chân, sai bọn chúng tỏa ra theo dõi trước phủ của những đồng bọn mưu phản còn lại. Nếu phát hiện có gì biến động thì lập tức xông vào, không cần xin phép, gặp phải phản kháng cứ việc giết chết không tha. Tiên trần được hai vị đại yêu Cổ Đan và An Cốc, Phật La Thị không tiếp tục đánh động đến 4 đại yêu còn lại trong tập đoàn mưu phản, mà lập tức sai hộ vệ đóng lại cổng lớn vương cung. Bất kể là ai cũng không được phép tiến vào. Nếu yêu quái có yêu pháp cao cường thì đứng trên nóc cung điện cảnh giới, đề phòng có tên nào chó cùng dứt dậu liều lĩnh xông vào. Cuối cùng là thông qua các loại yêu khí giám sát ở vương cung, theo dõi mọi góc ngách trong vương đô xem có nơi nào xảy ra bất thường để còn kịp thời chấn chỉnh. Sau khi xử lý xong xuôi hết thảy mọi việc, lúc này Phật La Thị mới quay trở lại tầm cung của yêu vương, mở ra một cánh cửa bí mật cho Ngô Miễn Quy Bất Quy và mấy con yêu quái đang trốn bên trong đi ra. Bạch Vô Cầu từ trong mật đạo đầy mùi ẩm mốc đi ra, lại bị mùi hương khói nồng nặc trộn lẫn với mùi thịt thối rữa xông cho hai mắt cay xè không mở nổi, lảo bảo: "Các người có thể dẹp cái đống thịt thối này đi được không? Cay mắt thấy bà nội luôn rồi ạ." "Con trai ngốc, dẹp đống thịt thối này đi thì cũng dẹp luôn cả vở diễn đấy. Nếu bị cay mắt thì ngươi quay lại ám đạo đi." Quy Bất Quy đi tới tiếp lời,
Dừng một chút lại nói tiếp: nhân lại chút đi, không đến mấy ngày nữa là hết chuyện rồi. Đến lúc đó người con muốn ngửi cái mùi này cũng không đơn giản đâu. Chưa đợi Quý Bất Quý nói hết lời, Phật La Thị đã đi tới nói với ông già: bọn chúng có 6 tên mà chỉ dụ 2 tên phản lại, còn nên kéo thêm 1-2 tên nữa vào không nhỉ? Ít nhất cũng để cho thế lực của bọn chúng cân bằng một chút, để khi đôi bên lưỡng bại câu thương rồi chúng ta lại động thủ. Không cần thiết, làm vậy ngược lại vẽ rắn thêm chân, rất dễ để lộ ra dấu vết. Quý Bất Quý cười tủm tỉm đáp lời: hai bọn chúng, một người không chế được binh quyền, một người nắm giữ nhân mạch của Vương Đô. Một khi biến số xảy ra từ chỗ chúng, đám yêu quái còn lại chỉ còn một đường liều chết mà thôi. Nhưng mà còn một điểm này, ngươi cần phải cẩn thận. Trong bọn chúng hẳn là có yêu quái nắm giữ quân bài tẩy mà ngươi không biết. Nếu là ông già ta làm chủ thì cứ châm ngòi đốt lửa một phen, để cho Cổ Đan và An Cốc đi tìm tên đó sống mái một trận. Đến lúc đó người chỉ việc phái người đi nhặt xác là xong. Còn yêu quái kia, nếu không có lệnh của bệ hạ thì không thể động vào. Phật La Thị khẽ lắc đầu, nhìn nét mặt đầy vẻ khinh thường của Quy Bất Quy thì vội vàng đổi đề tài khác: nhưng mà ngươi làm sao có thể từ trong danh sách 20 cái tên bệ hạ để lại trước khi hôn mê tìm ra được 6 người kia vậy? Còn phải tìm mà, nhìn qua một cái không phải đã biết ngay rồi sao? Quy Bất Quy bật cười ha hả nói tiếp: muốn mưu nghịch ở Vương Đô, đầu tiên phải có binh quyền. Nhưng 20 cái tên trong danh sách không có yếu tướng nào cả, vậy thì chỉ cần tra xét thêm một chút xem gần đây các yếu tướng tiếp xúc nhiều nhất với người nào thuộc danh sách này. Vậy là truy ra nội thần Cổ Đan. Binh quyền đã có thì phủ tư đại tổng quản phụ trách trị an trong Vương Đô cũng không thoát khỏi liên can. Vừa vạn An Cốc cũng có tên trong danh sách, thế là đã được 2 tên rồi nhé. Còn lại thì chỉ cần điều tra xem gần đây còn những ai từng tiếp xúc với 2 tên đó là được. Bởi vì mưu phản là đại tội, không thể nào ngày ngày đều châu đầu vào nhau dù gì thầm thì cho yêu quái khác để ý được. Cách an toàn nhất chỉ là mỗi ngày gặp mặt lại làm như không quen. Thỏa hết các điều kiện này cũng chỉ có 4 người còn lại, cơ mà diễn đủ nhiều rồi cũng nhìn ra dấu vết thôi. Quý Bất Quý vừa nói chuyện vừa lấy trong ngực áo ra một tấm da dê, trên đó viết tên của mười mấy 20 người. Có 6 cái tên đã được ai đó dùng bút đỏ đánh dấu lại, trong số đó có tên của An Cốc và Cổ Đan. 4 ngày trước, xe của Ngô Miễn Quý Bất Quý đi theo lối rẽ tìm đến địa phương giao chỉ mà Bách Cương mô tả. Vì để đề phòng hành tung của cả nhóm bị yêu quái phát hiện ra, Ngô Miễn và Quý Bất Quý đều ẩn giấu thân hình. Chỉ khi có đại yêu nào tu vi ngang ngửa yêu vương thì mới có thể nhìn ra bọn họ. Sau khi đến được giao chỉ, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam tìm được yêu quái liên lạc mà Phật La Thị sắp xếp ở đây chờ tin Bách Cương. May sao Bách Vô Cầu và Bách Cương là anh em ruột, yêu quái liên lạc nhận ra hắn. Nếu tên thổ lỗ thì không quen yêu quái kia. Trong tay Bách Vô Cầu còn cầm theo yêu bài và thư tay của Bách Cương, coi như vật làm tin. Sau khi xác nhận là Bách Vô Cầu thay mặt Bách Cương tìm đến đây, yêu quái kia mời bọn họ đi theo, dẫn vào một con đường bí mật. Ám đạo này lớn khủng khiếp, mỗi một đoạn đường đi còn có chỗ tiếp lương thực và nước uống. Đi suốt một ngày một đêm mới đến đích. Ám đạo này thế mà thông đến vương cung, thẳng đến tẩm cung của yêu vương bệ hạ. Trước đó đã được yêu quái đến thông báo, Phật La Thị cùng với thế thân của yêu vương đi thần tiến đến nghênh đón Nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu. Thật không ngờ là khi cánh cửa ám đạo mở ra, người đầu tiên xuất hiện lại là 2 vị Ngô Miễn tóc bạc và ông già Quy Bất Quy. Phật La Thị biết Ngô Miễn Quy Bất Quy từng có vài lần ra tay trợ giúp yêu vương, giật mình một chút rồi cũng không lảng tránh. Hơn nữa còn có thư tay của Bách Cương làm chứng, Phật La Thị rất nhanh liền coi 2 người Quy Ngô như người một nhà, dẫn bọn họ đến gặp yêu vương được giấu trong mật thất vẫn đang hôn mê.
Phần La Thị cầu bọn họ ra tay trợ giúp, lấy ra bản danh sách mà yêu vương để lại trước khi rơi vào hôn mê sâu. Quý Bất Quy dò hỏi tình hình gần đây của những yêu quái bị đề tên trong danh sách, rồi nhanh đã khoanh vùng lọc ra 6 cái tên. Dựa theo mưu kế của Quý Bất Quy, cùng nhanh chóng xác định được 6 yêu quái này chính là chủ mưu tạo phản. Tính thời gian mấy ngày này chính là thời điểm Bách Cương về đến Yêu Sơn. Vì để cho Bách Cương thuận lợi rộng đường lên núi, Quý Bất Quy và Phật La Thị đã hợp mưu gây ra chút nhiễu loạn cho 6 tên phản nghịch, báo cho Cổ Đan và An Cốc tin giả rằng yêu vương đã quy thiên. Rồi đứng nhìn hai con yêu quái bài binh bố trận, chỉ cần bọn chúng xảy ra mâu thuẫn nội bộ thì Bách Cương mang theo Bạch Trọng tiến vào Yêu Sơn trị bệnh cho yêu vương sẽ không gặp nguy hiểm gì. Thế kế hoạch hiện giờ đã từng bước triển khai, Quý Bất Quy và Phật La Thị lại bàn bạc xem bước tiếp theo nên bài bố thế nào. Đúng vào lúc này, bên ngoài vương cung đột nhiên nổ ra một tiếng vang lớn. Sau đó, ngay như có tiếng thiên quân vạn mã đang gào thét, lại thêm một tiếng vang dội nữa. Lần này đã có thể nghe được tiếng con yêu quái nào đó la to: "Cổng thành bị phá rồi!" Nhanh thế mà đã lật bài rồi sao? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: "Quân bài tẩy mà lộ sớm như vậy thì chả còn lý thú gì." Hết chương 136, chương 137, cướp cung. Trong lúc Quý Bất Quy nói chuyện, một con yêu quái vóc dáng nhỏ bé đã dẫn theo mấy ngàn yêu binh vây kín cung điện. Khác với đám yêu binh thân mặc giáp trụ ngoài kia, lũ yêu quái bao vây cung điện này chỉ để mình chân, trừ bỏ một chút khố vải quấn quanh hông che đậy phần thân dưới, còn lại gần như là trần trụi. Sau khi cho quân vây kín cung điện, yêu quái thấp bé hô to vào bên trong: "Phật La Thị, ta mặc kệ bên trong xảy ra chuyện gì, đoạn vô cầu ngoài kia mà tổn thất hết thì sau đó chính là 3.000 nội vệ này của ta. Rút lui hay nghênh chiến, người bẩm với bệ hạ tính toán rõ ràng đi. Cấm vệ bên ngoài mà bị đột phá, chúng ta chỉ có thể trông đỡ thêm nhiều nhất là một canh giờ." "Ta hiểu, ta sẽ không để bệ hạ phải chịu khổ." Phật La Thị đáp lời bằng một chất giọng không mang theo chút giận dữ nào. Dừng lại một chút, y lại tiếp tục nói với yêu binh yêu tướng canh giữ bên ngoài: "Các người yên tâm, bệ hạ không đáng ngại. Các người tử trận, ta báo thù cho các người. Ta tử trận, bệ hạ báo thù cho chúng ta." Vốn là một câu nói hết sức ảm đạm, nhưng khi nói ra lại khiến cho đám yêu quái bên ngoài xúc động bừng bừng. Sau một trận kêu gào xem như lời đáp lại, đám yêu binh nội vệ đều căng chặt tinh thần, nhìn chằm chằm vào nơi đang vẳng lại tiếng giao tranh kịch liệt, dường như là đang trông mong quân phản loạn mau mau đánh vào đây. Nhìn biểu cảm của bọn chúng, ít nhiều có cảm giác như trông thấy Bách Vô Cầu muốn đồng quy vu tận với Quy Bất Quy. "Không nhận ra là chúng tin tưởng ngươi như vậy đấy." Quy Bất Quy đứng bên cửa sổ nhìn đám yêu binh đông đảo phía trước, quay đầu lại tiếp tục nói với Phật La Thị: "Trong hoàng cung ở nhân gian chúng ta, quan hệ giữa hộ vệ và cận thần giống như ngươi thường không được tốt lắm. Bọn chúng không phải tin ta, mà là tin tưởng yêu vương bệ hạ." Phật La Thị nhàn nhạt đáp lại một câu, y hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Binh sĩ ngoài kia đã phó thác sinh mạng vào tay ta. Liệu ta có thể phó thác an nguy của bệ hạ cho các ngươi không? Nếu nội vệ bên ngoài đều tổn thất hết, ta sẽ đích thân ra tay tranh thủ cho các người một khắc thời gian. Không đợi Bách Cương về nữa, các người đưa theo bệ hạ từ ám đạo rời đi." Phật La Thị vừa nói vừa cởi áo bào của mình ra, lộ ra bên trong là lớp áo giáp màu đỏ đậm cùng với hai thanh yêu đao thuôn dài dắt sau lưng. Rốt cuộc là nội thần yêu quái, dù là quan văn thì cũng luôn mang theo yêu khí phòng thân. "Chúng ta không thể cùng trốn đi sao? Ám đạo này vừa dài vừa rộng, kéo luôn mấy anh em ngoài kia vào cùng nhau trốn luôn." Chưa đợi Quy Bất Quy nói chuyện, Bách Vô Cầu đã nôn nóng nói chen vào: "Lần đầu tiên mới thấy có người còn chậm tiêu hơn cả ông đây đấy. Chúng ta cứ cùng nhau rút thôi, vào ám đạo chốt chặt cửa lại, lũ khốn ấy làm sao tìm được chứ?"
Quy Bất Quy cười tủm tỉm giải thích cho thằng con trai nhặt nhà mình. Con trai ngốc, đó là nước cờ cuối cùng. Trương không nói đến việc sau khi quân phản loạn tiến vào sẽ dùng danh nghĩa yêu vương phát mệnh lệnh là một thái tử bù nhìn lên làm tân vương. Chàng người nói cho người cách thực tế nhất này, rời khỏi vương cung chỉ là cắt đứt liên lạc với Bách Cương. Chúng ta thì dễ rồi, cứ mang theo yêu vương trốn đi là xong. Nhưng người bảo Bách Cương đi đâu tìm đây? Quân phản loạn ngoài kia đã có thể khiến yêu vương trọng thương đến mức này. Nếu không tìm thấy yêu vương thì ắt hẳn sẽ nghi cách triệt phá những nơi có khả năng trở thành điểm dừng chân của chúng ta. Người suy nghĩ đi, lão yêu vương đã như vậy, liệu còn có thể kiên trì thêm mấy ngày được chứ? Phật La Thị nhìn Bách Vô Cầu ngô nghê ngơ ngác thì thở dài, nói với Quy Bất Quy. Người xác định là Bách Cương có thể đột phá vòng vây quân phản loạn bên ngoài, dẫn theo Bạch Trọng đuổi đến đây sao? Yêu quay khác không làm được, nhưng Bách Cương có thể. Quy Bất Quy cười kha kha, không hề bởi vì đám phản loạn bên ngoài mà cảm thấy có chút áp lực nào. Nhìn Phật La Thị đáp, bởi vì hắn là đại ca của Bách Vô Cầu, ông già ta sẽ không để hắn xảy ra chuyện đâu. Trong lúc mấy người bọn họ ở trong cung điện nói chuyện, thì ở chiến trường bên ngoài vương cung, trong đại doanh quân phản loạn, sau con yêu quái tụ tập trong mật thất đêm qua, đều đã tề tựu lại nơi này. Có điều hai con yêu quái Cổ Đan và An Cốc chỉ còn lại thủ cấp đặt trên bàn. Bên chân còn có thi thể của một con yêu quái khác. Ba con yêu quái còn lại ngồi dưới đất, nhìn tình hình giao chiến của hai bên yêu binh trên chiến trường. Nếu lại biến cố bất ngờ xảy ra không lâu trước đó, toàn thân không khỏi lại toát mồ hôi lạnh. Hai trong ba con yêu quái này nửa ngày trước đang ở trong nhà thì đột nhiên bị gián điệp và tay chân của phủ tư bắt lấy. Bọn chúng liền hiểu rằng phủ tư đại tổng quản An Cốc đã phản bội, bởi vì hai bọn chúng không nắm binh quyền, cũng không phải đại yêu dựa vào yêu pháp cao cường và thăng tiến. Chưa kịp làm gì đã bị thủ hạ của An Cốc bắt giữ. Lúc ấy đến cả thẩm vấn cũng bỏ qua luôn. Lục Tài Trần trực tiếp rút yêu đao chuẩn bị kết liễu hai bọn chúng. Mà thấy hai con yêu quái chuẩn bị xử tử, đột nhiên có hai đội yêu binh xông vào từng phủ cứu được hai bọn chúng. Sau đó cả hai được đưa đến căn mật thất tối hôm qua. Lúc hai con yêu quái đến nơi, trong mật thất ngoài trừ tên chủ mưu phản loạn thì còn có thủ cấp của hai người Cổ Đan và An Cốc, cùng với thi thể của quan tư tế Chiết Lôi phụ trách việc tế trời trong yêu sơn. Có điều kết cục của Chiết Lôi vẫn còn tốt hơn một chút so với hai con yêu quái chỉ còn lại cái đầu kia. Ít nhất hắn vẫn được chết toàn thây. Tên chủ mưu lúc bấy giờ đã mặc xong giáp chủ, nhìn hai tên đồng bọn kinh hoàng ngỡ ngàng, nói: An Cốc và Cổ Đan đã phản bội, bọn chúng đều từng vào vương cung. Không rõ yêu vương và Phật La Thị đã nói gì với chúng, nhưng mục đích của yêu vương đã đạt được rồi. Cổ Đan liên lạc với những yêu tướng đã thuận theo hắn, thu hồi yêu binh định quay lại cắn ngược chúng ta. An Cốc muốn tranh công với hắn, phái thủ hạ tới tiêu diệt chúng ta. Triệt Lôi không may mắn, lúc yêu binh của ta đến thì đã chậm một bước. Trong lúc nói chuyện, chủ miêu đưa mắt nhìn hai cái đầu ở dưới đất, nhổ một bãi nước bọt vào đầu Cổ Đan, nói tiếp: đáng tiếc là hai chúng nó quá ngu xuẩn, cho rằng ta không để lại tai mắt bên cạnh chúng sao. Đạo lý làm việc không cần mật tất sẽ hại đến thân, hai bọn chúng không hiểu đâu. Nói dứt lời, chủ miêu liếc nhìn hai tên đồng bọn vừa nhặt lại được cái mạng trở về, tiếp tục nói: nếu yêu vương đã nhìn thấu hết, vậy thì chúng ta cùng hành động trước một bước đi. Ta đã thuyết phục hai vị phó tướng của Kiều Mạc Hải, bọn chúng sẽ giết chết Kiều Mạc Hải, đoạt lấy binh quyền. Còn có 10 vạn yêu binh ở thành Tứ Vương, một ngày trước đã được điều đến quân doanh bên ngoài vương đô. Ta còn bắt chước nét chữ của Cổ Đan, điều thêm vài vị yêu tướng khác, huy động 20 vạn đại quân đuổi đến, triệt phá cấm chế bên ngoài vương đô. Còn mấy canh giờ nữa sẽ tập hợp đông đủ, một nửa số cấm vệ quân của Đoạn Vô Cầu không ở vương đô. Bây giờ bắt đầu khởi tranh thì chúng ta
có đến 9 phần chiến thắng. Bao nhiêu ngày qua bọn chúng đều đang mưu tính chuyện này, thấy rằng sắp sửa dây binh, hai con yêu quái kia ngược lại thấy do dự. Người phụ trách mạng lưới liên lạc trên yêu sơn là Không Hầu đắn đo một chút, lên tiếng nói: "Ngươi định lấy danh nghĩa gì để điều binh tấn công vương cung? Cẩn thận bọn chúng chưa đến vương cung đã trở mặt phản bội đấy." Thanh Vương Trắc: "Yêu vương bệ hạ lâm bệnh nặng, bị nghịch thần Phật La Thị bắt cóc. Chúng ta là bề tôi trung thành xông vào giải cứu bệ hạ." Chủ mưu vừa nói chuyện vừa lấy từ trong ngực ra một tấm lụa, bày ra trước mặt hai con yêu quái, cười một tiếng dữ tợn rồi nói với bọn chúng: "Ta không có đường lui, các người cũng không." Chuyện đến nước này đã không còn đường xoay chuyển. Theo kế hoạch của chủ mưu, các lộ yêu binh bất ngờ thần tốc xông vào vương đô, hùng mãnh tấn công vương cung. Cùng may trước đó Phật La Thị đã có phương pháp đối phó, tuy rằng vừa mới mất cảnh giác một chút thì cổng lớn vương cung đã bị quân phản loạn công phá, nhưng cấm vệ quân canh giữ vương cung vẫn rất nhanh chóng đoạt lại được. Sau đó mấy vạn yêu binh lần lượt xông lên đại chiến một hồi, cuối cùng cổng cung cũng bị hoàn toàn công phá, mở ra một đường thuận lợi cho quân phản loạn tràn vào. Cấm vệ quân của Đoạn Vô Cầu đã thiệt hại hơn phân nửa, chủ tướng Đoạn Vô Cầu cũng bị thương khắp người. Nhân lúc thế tiến công của quân phản loạn đang tạm dừng, hắn cho tập hợp những yêu binh chỉ bị thương nhẹ lại, bảo bọn chúng đi vào tập hợp với nội vệ bên trong, còn bản thân hắn dẫn theo mấy ngàn tàn quân còn lại nghênh đón đợt công kích cuối cùng của quân phản loạn. Đúng vào lúc những yêu binh bị thương nhẹ vừa vào đến nơi tập hợp với nội vệ, nơi cổng lớn vương cung chợt vang lên một tiếng gầm: "Sát Vô Cầu, ta đi trước một bước, bệ hạ giao lại cho ngươi." Sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cổng cung dâng lên một màn sương máu. Cấm vệ quân vừa đi vào trông thấy vậy thì liền khóc giống lên. Sát Vô Cầu thấp bé canh gác cung điện, quét mắt nhìn qua đám cấm vệ quân, mặt không cảm xúc nói: "Khóc đủ chưa? Đoạn Vô Cầu đã tận trung đến chết, bây giờ đến lượt chúng ta. Phật La Thị, người chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Trong khi nói, quân phản loạn bên ngoài đã ảo ạt tràn vào như nước thủy triều. Trước mắt là quân phản loạn đông gấp mấy chục lần, thế nhưng 3.000 nội vệ lại không chút nào sợ hãi, vẫn còn đón hướng bọn chúng mà xông lên, thật sự kiên cường, bực lùi mấy vạn quân phản loạn ra khỏi vương cung. Hết chương 137. Chương 138: Phía trước cung điện. 3.000 yêu quái cộng thêm 800-1.000 cấm vệ quân hợp lại, thế mà có thể giết lui mấy vạn quân phản loạn tiến công ồ ạt như nước thủy triều. Bạch Vô Cầu ở trong cung điện chứng kiến cảnh tượng mà khi thế bừng bừng, lập tức xé quần xé áo mưa lao ra ngoài trợ giúp Sát Vô Cầu chiến đấu với quân phản loạn. Hắn chuẩn bị xông ra ngoài lại bị Phật La Thị nói mấy câu ngăn lại: "Sai thứ tự rồi, 3.000 nội vệ thiệt hại hết, kế đến là ta, sau ta rồi đến các ngươi, trình tự này không thể đảo lộn." Vừa nói chuyện, Phật La Thị vừa mở cửa phòng tối, ôm yêu vương thật từ bên trong đi ra, nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Các ngươi đã đồng ý với ta sẽ bảo vệ bệ hạ, nếu như Bạch Cường không thể đưa Bạch Trọng trở về, yêu sơn cũng không thể tiếp tục ở lại, thì các ngươi mang yêu vương xuống nhân gian đi tìm Quảng Nhân Tử Phúc, bảo họ nhất định sẽ có cách cứu sống bệ hạ. Người có thể ngăn cản bảy yêu thoát khỏi yêu sơn tràn xuống nhân gian, tàn sát sinh linh, chỉ có yêu vương bệ hạ, ngài ấy không thể có chuyện gì được." 3.000 nội vệ ngoài kia tiêu hao hết sẽ đến ngươi, ta xếp hàng chờ phía sau ngươi, lại tranh thủ cho Bách Cương thêm thời gian nửa ngày nữa, như vậy được rồi chứ? Ngô Miễn hiếm thấy chủ động mở lời, liếc nhìn Phật La Thị một chốc, y lại nói tiếp: "Nếu không thể kiên trì đến lúc đại phu đến, vậy thì cứ thực hiện theo di chúc yêu vương để lại lúc sinh thời, để khi đó tất sẽ có yêu quái đến tiếp nhận ngôi vương." Vừa dứt lời, Ngô Miễn và Phật La Thị đồng thời đảo mắt nhìn sang Bách Vô Cầu vẫn đang bám cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài.
Lúc này Quy Bất Quy lại vờ như vô tình đứng chắn trước thân hình tên thô lỗ, bật cười kha kha rồi tiếp lời Ngô Miễn. Ông già ta đã xem mệnh cho yêu vương, lão ta sẽ không chết vào lúc này đâu. Thả lại quả tim xuống bụng hết đi, Bạch Cường nhất định sẽ đến kịp. Ông già ta chờ lão yêu vương bật dậy nhảy tung tăng đi ra ngoài, làm thịt hết lũ yêu quái kia. Con trai của mình còn khử được, chớ nói gì đến đám phản loạn khác họ ngoài kia chứ. Trong lúc mấy người bọn họ ở trong cung điện bàn luận chuyện sống chết của yêu vương, mấy ngàn nội vệ bên ngoài đã lại quay về cố thủ trước cửa cung, chuẩn bị sẵn sàng cho đợt công kích tiếp theo. Trong doanh trại quân phản loạn, yêu quái chủ mưu nói với hai tên đồng bọn bên cạnh mình: nhìn ra nhược điểm của đám nội vệ đó không? Vừa rồi cuộc phản công của các nội vệ đã dọa cho hai con yêu quái sợ đến choáng váng. Chỉ một đội ngũ mấy ngàn yêu quái, chỉ trong một lần xung phong đã để lại vô số thi thể yêu binh ở phe bọn chúng, mà trong đám nội vệ chỉ tổn thất hơn 10 người. Trước kia từng nghe nói nội vệ đều là những tinh anh trong giới yêu, được đích thân yêu vương tuyển chọn kỹ lưỡng vô cùng. Khi ấy bọn chúng vẫn chưa tán thành, đến hôm nay xem như đã được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của nội vệ. Vừa rồi khi nội vệ giết lui quân phản loạn, hai con yêu quái này thiếu chút nữa đã cuống lên bỏ chạy tháo thân. Giờ lại nghe chủ mưu nhắc đến nhược điểm của nội vệ, hai bọn chúng đều rất băn khoăn. Trình độ đã đến mức đó rồi mà cũng có nhược điểm nữa sao? Thấy đồng bọn của mình tỏ ra mờ mịt khó hiểu, chủ mưu mới khẽ thở dài, lại nói tiếp: bọn chúng thân là nội vệ, là chỉ biết tấn công mà không biết phòng thủ. Vì sao bọn chúng phải lui về, kéo giãn khoảng cách với quân ta? Chính là để chuẩn bị cho lần đối đầu tiếp theo. Gặp được kiểu quân không biết phòng thủ thế này, quân ta nên đối phó thế nào? Hai con yêu quái cẩn thận suy ngẫm một chút, quả thật đúng như lời chủ mưu đã chỉ ra. 3.000 nội vệ này sau khi đánh lui quân phản loạn thì liền lui trở về. Luận theo lý thường thì sẽ gây ra nguy hiểm cho cung điện yêu vương. Có điều tuy đã nhìn ra sơ hở, nhưng lại không có biện pháp tận dụng nó. Chủ mưu tỏ vẻ thất vọng mà liếc nhìn đồng bọn, truyền lệnh xuống chia quân thành hai đợt lần lượt xông vào. Chờ cho nội vệ phản công dần xuống sức, lại không ngừng phái thêm yêu binh còn sung sức tràn vào. Đến lúc đó, chỉ cần hai bên lao vào giằng co, dựa vào ưu thế số lượng của quân phản loạn, cho dù có phải tổn thất gấp 10 thì cũng phải giết hết tất cả nội vệ. Bên trong cung điện, Quy Bất Quy thấy quân phản loạn đã một lúc lâu rồi vẫn chưa tiếp tục xông vào. Ông già khẽ cau mày nói với Phật La Thị: quân phản loạn ngoài kia hẳn là đã tìm được cách khắc chế sơ hở của đám nội vệ các ngươi. Bảo Sát Vô Cầu cẩn thận mà ứng phó, nghĩ cách chiếm chút lợi thế địa hình cũng tốt. Vậy thì ngươi chuẩn bị ra tiếp sức cho 3.000 nội vệ ngoài kia đi. Sau đó đến ta, ta tranh thủ cho yêu vương thời gian rời khỏi. Cùng lúc Ngô Miễn lên tiếng, bên ngoài vương cung lại một lần nữa vang lên tiếng kèn dục tiến công. Tiếp đó có khoảng hơn 10 vạn yêu quái bắt đầu ồ ạt xông vào. Mà thấy quân phản loạn đã sắp sửa tràn đến trước cửa cung, Sát Vô Cầu lao lên trước nhất, dẫn theo 3.000 nội vệ xung phong phản công. Một vạn yêu binh bị 3.000 nội vệ chia cắt mà không gặp chút khó khăn nào. Nhưng đúng lúc các nội vệ bắt đầu phản công, bên ngoài vương cung lại vang lên một hồi kèn nữa. Đợt yêu binh thứ hai lại rầm rập tiến vào. Lúc này đám nội vệ mới chỉ kịp chia cắt quân phản loạn, chưa kịp làm gì thì đợt yêu binh thứ hai đã ảo lên. Cùng lúc đó, đợt quân phản loạn thứ ba, thứ tư cùng lao về tiến công. Và sau đó, quân phản loạn tách ra vài đợt nhỏ nhằm hướng cửa cung xông lên. Sát Vô Cầu thấy vậy liền không màng lúc phản loạn bên cạnh, lập tức dẫn thủ hạ chạy về ngăn chặn. Dưới tình thế tư bề thọ địch đã có thương vong số lượng lớn. Có điều dù là như vậy, đám nội vệ của Sát Vô Cầu vẫn kịp giết hết nhóm quân phản loạn đang có ý định công kích cửa cung. Vừa xoay người đã lại tiếp tục phản công. Một lần nữa
đánh lùi quân phản loạn ra ngoài. Đã đến khi bọn chúng mang theo đầy người thương tích trở về trước cửa cung điện, 3.000 nội vệ đã chỉ còn lại 700-800 người. Cho dù chỉ còn lại mấy trăm hộ vệ, bọn chúng cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại đội hình, sẵn sàng xung phong. Sát Vô Cầu quay về phía cung điện, hô to một câu: Phật La Thị đã đưa bệ hạ đi chưa? Bệ hạ vẫn còn ở trong cung. Cùng với tiếng nói, cửa cung từ từ mở rộng. Phật La Thị cầm theo song đao từ bên trong bước ra, y vừa đi vừa nói: Ta đã giao bệ hạ cho người đáng tin cậy, bảo đảm bệ hạ không nguy hiểm gì. Ta ra cùng ngươi xung phong liều chết. Người đáng tin cậy, có thể trông cậy con người sao? Sát Vô Cầu quay đầu lại, nhìn vào bên trong cung điện. Nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng không còn cách nào khác nữa. Hắn thở dài một hơi, cười khổ một tiếng nói với Phật La Thị: Vốn còn cho rằng có thể kiên trì thêm chút thời gian, bây giờ xem ra cũng chỉ chống chọi thêm được một canh giờ. Tại bên lúc này người đi ra có nghĩa là thế nào? Ta đến để tranh thủ cho bệ hạ thêm chút thời gian. Phật La Thị nói xong, đưa một thanh đao lên, ngậm vào miệng, dành tay cởi áo giáp của mình, để minh trần mà nói với Sát Vô Cầu: Người lại nhảy nhiều quá, trên người còn giáp trụ thì coi như chưa sẵn lòng liều chết, thôi thì như vậy tốt hơn nhiều. Trong lúc nói chuyện, tiếng kèn rục rã của quân phản loạn lại vang lên. Mấy vạn yêu binh chia làm nhiều cụm lao vào cung điện. Trước khi Sát Vô Cầu phát hiệu lệnh phản công, Phật La Thị quay đầu gào lên một tiếng vào bên trong cung điện: Người bên trong, làm ơn! Chữ cuối cùng vừa trôi khỏi miệng, Sát Vô Cầu cũng phát hiệu lệnh phản công. Mấy trăm tên nội vệ tính cả Phật La Thị đầu loạt xông vào đám quân phản loạn, đông hơn mình gấp trăm lần. Tuy rằng kế sách chia nhỏ lực lượng tuần tự xung phong đã có hiệu quả, nhưng đám nội vệ vẫn cứ không màng sống chết của mình, của đồng đội mà liều mạng lao vào chém giết. Sau một trận giao tranh kịch liệt, 700-800 nội vệ gần như toàn bộ đều đã tử trận, chỉ còn chủ tướng Sát Vô Cầu và Phật La Thị là còn đứng vững. Còn có thể lên thêm lần nữa không? Sát Vô Cầu vừa nói chuyện vừa cầm đoạn ruột nhét vào lại ổ bụng, nhìn sang Phật La Thị nói tiếp: Trước kia ta vẫn luôn cho rằng mình sẽ tử trận cùng với Đoạn Vô Cầu, không thể ngờ. Sát Vô Cầu nói được một nửa mới phát hiện Phật La Thị đứng bên cạnh mình đã không còn hơi thở. Trước khi chết, y đã dùng một thanh đao chống vào sau lưng, cho nên lúc tắt thở mới không ngã xuống. Hóa ra là ta phải chết trận một mình, cô đơn quá. Hắn vừa nói vừa cầm lấy thanh đao còn lại trên tay Phật La Thị, nên đám quân phản loạn đang thận trọng thăm dò chưa dám xông lên, bất thình lình rống lên một tiếng, mặc kệ vết thương sổ ruột trên bụng, đơn độc kéo theo khúc ruột lòng thòng tiếp tục xông vào đám phản quân. Sau một trận hỗn chiến, Sát Vô Cầu chết trong loạn quân, toàn bộ nội vệ đều đã bỏ mình. Bây giờ cấm vệ, nội vệ và cả Phật La Thị đều đã chết sạch. Chủ mưu lập tức ra lệnh cho đại quân xông đến phía trước cửa cung. Chợt thấy một người đàn ông trắng toát từ đầu đến chân, tay cầm theo một thanh pháp khí, không phải đao cũng không phải kiếm, ngồi ở trước cửa. Trông thấy quân phản loạn xông tới, người nọ chậm rãi đứng lên nói với bọn chúng: Đến lượt ta, cả người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hết chương 138, chương 139, lựa chọn của Bách Cương. Phản quân ồ ạt như thủy triều đang định xông lên bao vây nuốt chừng lấy nam nhân tóc bạc kia, phía sau lại đột nhiên truyền đến một giọng nói: Đứng đó, cả người không thể vọng động. Cùng lúc tiếng quát vang lên, một nhóm yêu binh từ giữa đám quân phản loạn đi ra phía trước. Bà con yêu quái đi đầu đúng là chủ mưu vụ tạo phản lần này. Yêu quái chủ mưu đứng đầu hàng ngũ cười một tiếng với nam nhân tóc bạc nói: Các hạ chính là Ngô Miễn tiên sinh, chúng ta không có ý định đối địch với ngài, hiện giờ yêu vương sống chết chưa rõ, mong tiên sinh nhường đường.
Chưa đợi chủ mưu nói xong, Ngô Miễn đã vùng tham lang trong tay lên, chỉ vào thanh pháp khí nói với hắn: "Đường đây, nhường hay không ngươi phải hỏi nó. Nào, thò đầu qua đây mà hỏi." Sắc mặt chủ mưu không hề tỏ vẻ muốn gây sự, chỉ khẽ cười một chút rồi lại nói: "Để ta tìm một yêu quái có quen biết với Ngô Miễn tiên sinh để nói chuyện với ngài." Hắn ra ngoài làm việc, mới vừa về đến nơi, hắn ra mặt thì có lẽ tiên sinh sẽ hồi tâm chuyển ý. Mời Bách Cương đến đây. Trong lúc nói chuyện, lại có một đội ngũ bước ra từ đám phản quân. Người đi đầu đúng là anh trai Bách Vô Cầu, đại yêu Bách Cương. Lúc này, trên người Bách Cương mặc phục sức của quân phản loạn. Hắn bước đến gần, trước tiên hành lễ với chủ mưu. Sau khi đứng thẳng dậy, thì cầm lấy một chiếc tay nải từ chỗ yêu binh đứng sau. Hít một hơi thật sâu rồi nói với Ngô Miễn: "Cục diện đã mất rồi, ta không giữ được Bạch Trọng." Bạch Cương vừa nói vừa mở tay nải, để lộ ra một cái thủ cấp người chết, tỏ vẻ không cam lòng. Nhìn cái đầu một chút, đại yêu lại nói tiếp: "Ta đi đường vòng đến đây, lúc đi qua thành Tứ Phương thì để mất Bạch Trọng. Vừa rồi ta đã thương lượng với Tô Thiên, cứ làm theo di chúc của yêu vương bệ hạ, để em trai ta Bách Vô Cầu tiếp nhận ngôi vương, hủy bỏ giao ước bảy yêu không được lén rời yêu sơn. Những yêu quái chúng ta sẽ không tàn sát người vô tội, chỉ cần loài người các ngươi chịu vạch ra một vùng đất nhường cho chúng ta." Chuyện chia đất thống trị từ thời Tần Mạt, yêu vương cũng chưa thử suy xét mấy lần. Trước kia ông ta lập giao ước với Tử Phúc chỉ là không cho phép bảy yêu tự ý rời yêu sơn, vẫn còn muốn chiếm chút đất đai xem như tiền lời. Nhưng tham dò mấy lần đều không có kết quả. Hiện giờ Bách Cương lại nhắc đến chuyện này là vẫn muốn hoàn thành di nguyện trương nguôi của yêu vương. Mà Ngô Miễn thì vẫn cứ đứng yên tại chỗ, làm như không nghe thấy Bách Cương nói gì. Đợi đến khi hắn nói xong, y mới tỏ vẻ lười biếng nói với đại yêu: "Nói xong rồi, vậy thì ngươi đến hỏi đường thay hắn, xem con đường này có nhường cho các ngươi không. Rồi đầu lại đây là được. Yêu quái các ngươi nhiều quá, nhanh lên, đừng đứng đó mất thời gian. Từng người tới." Nghe được câu trả lời của Ngô Miễn, Bạch Cường cười lạnh một tiếng, rồi không để ý đến nam nhân tóc bạc nữa, quay lại nói với tên chủ mưu phản loạn tên là Tô Thiên: "Cho ta mượn 100 giáp sĩ, ta thay người diệt trừ mối họa cuối cùng này." Bạch Cường đúng là mới đột ngột xuất hiện sau khi toàn bộ nội vệ đã bị tiêu diệt hết. Không lâu trước đó, Tô Thiên nhận được tin Bách Cương từng có mặt ở thành Tứ Phương, bị yêu tướng trong thành phát hiện. Con đại yêu này tuy rằng chạy thoát được, nhưng một người đi theo hắn đã bị chém chết tại chỗ. Bách Cương bại lộ rồi cũng không giấu giếm gì, chủ động nói rõ tình hình hiện tại của yêu vương. Vô di chuyển Tô Thiên lo lắng nhất chính là yêu vương lại đang bày trò, rồi mượn dịp này tung một mẻ lưới bắt hết bọn chúng. Nhưng đến tận lúc này vẫn chưa thấy yêu vương xuất hiện. Nếu như nói đây là kế sách thì kế sách này có vẻ đã phải trả giá quá lớn rồi, bởi vì cấm vệ quân lẫn nội vệ đều đã chết hết. Theo lời Bách Cương nói, người ở trong vương cung điều hành mọi chuyện chính là thế thân của yêu vương. Vậy thì quả như những gì Tô Thiên đã dự đoán trước, vừa vặn giải tỏa được mối băn khoăn lớn nhất trong lòng. Hiện giờ nhìn thấy Bách Cương đã đến bước đường đối đầu với Ngô Miễn để tỏ lòng chung, Tô Thiên do dự một chút rồi vẫn gật đầu. Tòa vương cung này có điều cổ quái, lại thêm mấy vạn yêu binh phe mình vây giáp kín kẽ, cũng không sợ còn xảy ra chuyện biến hóa gì được. Nhảy lúc Bách Cương quấn chân Ngô Miễn, hắn sẽ cho mấy vạn đại quân tiến lên san bằng cung điện trước mặt. Tô Thiên nói với hơn 100 con yêu quái sau lưng Bách Cương: "Cả người đi theo đại yêu Bách Cương lập chiến công cho tân vương bệ hạ." Trong khi nói chuyện, tên chủ mưu này cũng ra một ánh mắt cho thủ lĩnh của đám yêu binh. Chỉ cần Bách Cương lộ ra chút khác thường thì phải chém chết đại yêu này đầu tiên. Bách Cương lập tức tiếp nhận một thanh yêu đao, xung phong đón hướng Ngô Miễn nhào tới. Hơn 100 con yêu quái phía sau cũng ào ào xông lên,
mà nam nhân tóc bạc kia lại không hề khẩn trương chút nào. Y giơ bàn tay không cầm tham lang lên, phất nhẹ một cái về phía Bách Cương đang hùng hổ lao đến. Một cái tát cách không bay đến, Bạch Cương cũng đồng thời hộc máu mồm, thân hình liên tục lùi về phía sau. Nếu không phải sau lưng có yêu quái lao tới thuận thế đỡ được đại yêu, thì e là lúc này hắn đã ngã nhào xuống đất rồi. Tình hình có vẻ như là Bạch Cương đã dính đòn của Ngô Miễn rồi. Nhưng đúng lúc này, Tô Thiên Cúc kịp nhìn ra sơ hở. Trong tòa vương cung này có trận pháp năm xưa Từ Phúc tự tay thiết lập, vì sao Ngô Miễn vẫn có thể tự do sử dụng thuật pháp? Dối trá. Đáng tiếc, để khi Tô Thiên phát hiện ra thì đã chậm mất một nhịp. Chưa đợi hắn kịp ra lệnh cho yêu binh nhanh tay xử lý Bách Cương, đại yêu bên kia đã có hành động tiếp theo. Chỉ thấy Bách Cương trở tay tuôn lấy một con yêu quái sau lưng mình, dùng hết sức bình sinh quăng nó về phía cổng cung ở đối diện, miệng thì thét thật to: mở cửa. Cùng lúc hắn thét lên, cánh cửa tầm cung soạt một tiếng bật mở. Quỷ Bất Quỷ thò một nửa người ra tiếp được con yêu quái đang bay tới, chớp mắt một cái đã kéo nó rụt nhanh vào trong. Cửa cung ngay sau đó cũng dần một tiếng đóng chặt lại. Mà tông hứng giữa một người một yêu diễn ra nhịp nhàng thuần thục, như thể đã từng cùng nhau phối hợp luyện tập rất nhiều lần. Hết thảy mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng. Đợi đến khi đám yêu quái phía sau phản ứng lại được, cánh cửa tầm cung đã đóng chặt lại, mà Bách Cương cũng đã xoay người đứng sang bên cạnh Ngô Miễn. Lúc hắn chờ mình còn tiện tay chém bay hai con yêu quái đang đứng ngây ra. Đám yêu quái điên máu định xông lên lại bị Tô Thiên ngăn cản: dừng lại, ta có lời muốn hỏi Bách Cương. Vừa rồi kẻ bị ngươi ném vào trong không phải là yêu quái, mà chính là người tên Bạch Trọng, có đúng không? Người bị chặt đầu kia chỉ là ngươi dẫn từ nhân gian đến diễn một màn kịch. Nhưng vì sao trên người Bạch Trọng không có khí tức của con người mà lại toàn là yêu khí? Thế Tô Thiên ngăn cản đám yêu quái xông lên lại càng hợp ý Bách Cương đang muốn kéo dài thời gian. Đại yêu ngông cuồng cười to một trận, nhìn sắc mặt tên chủ mưu đã trở nên xanh mét, nói: trùng hợp là có một người khác nữa, người đó đã chỉ cho ta cách để gia tăng yêu khí trên cơ thể con người. Tô Thiên, ngươi cho rằng cục diện đã nằm trong sự khống chế của ngươi nên mới chủ quan. Hiện giờ yêu vương bệ hạ đang ở bên trong chờ thần y trần trị. Cả người đã nghe rõ cả chưa? Bệ hạ chính là bị Tô Thiên mưu hại. Vô dụng thôi, ở đây đều là tội binh ta điều từ nơi khác tới, bọn chúng đều là tội thần của yêu vương. Bách Cương, ta thừa nhận vừa rồi có chút chủ quan, nhưng cũng chưa chủ quan đến mức điều binh mã trực thuộc yêu vương tiến vào tạo phản. Tô Thiên cổ quái cười một tiếng, lại nói tiếp: người đưa được thần y vào thì lại thế nào? Hắn không có thời gian trần trị đâu. Lên, theo ta san bằng nơi này. Nửa câu cuối, Tô Thiên cao giọng gầm lên, nhưng động tác tiếp theo của hắn lại hoàn toàn tương phản với mệnh lệnh này. Cùng lúc mấy vạn yêu binh nhất tề xông lên, Tô Thiên ngược lại lùi ra sau mấy bước, giấu kín thân mình trong đám đông mấy vạn con yêu quái. Tô Thiên dám đứng tại đây trở mặt với đại tu sĩ như Ngô Miễn, ngoài việc cậy vào ưu thế đông quân thì còn là vì trong phạm vi tòa vương cung này không thể sử dụng thuật pháp và yêu thuật. Đây là một điều khoản ngầm trong giao ước giữa yêu vương và Tử Phúc năm xưa. Trận pháp trong cung là do tự tay Tử Phúc thiết lập. Điều đó lý giải vì sao vừa rồi quân phản loạn giao chiến với cấm vệ và nội vệ chỉ qua lại chém giết nhau, không có một yêu quái nào có thể thi triển được yêu pháp. Những yêu quái đã từng giao thủ với Ngô Miễn trở về đều truyền tụng nam nhân tóc bạc này như một vị thần. Nhưng kể cả y có là một vị thần thật thì vừa không dùng được tiên thuật, lại còn gặp phải tầng tầng lớp lớp yêu binh như thế này, cũng chỉ có thể bó tay chờ chết mà thôi. Một khi Ngô Miễn và Bách Cương chịu trách nhiệm bảo vệ mà chết, thì yêu vương bên trong tận cũng không thể sống. Khi Tô Thiên đắc ý đứng chờ thủ cấp của Bách Cương và Ngô Miễn được đưa đến trước mặt mình, thì trong mắt chợt lóe lên ánh đao.
thân thể hơn trăm con yêu quái đi tiên phong bị chém thành hai nửa, ngã xuống đất đứt hơi bỏ mình. Có chuyện như thế nữa sao? Không phải là không thể thi triển thuật pháp ư? Sao lại thành ra như vậy? Nếu không phải bảy yêu quá đông đảo, chiến thần lại trang bị trọng giáp, thì vừa rồi chịu chết tuyệt đối không chỉ có hơn 100 tên. Trong lúc Tô Thiên giật mình kinh hãi, Ngô Miễn cũng xem như tìm được thú vui. Y giờ tham lang lên, trái một nhát, phải một đường, cứ thế một mình một đao, giết cho mấy vạn yêu binh liên tiếp lùi lại. Hết chương 139, chương 140. Cốt chát. Nhìn nam nhân tóc bạc trước mắt, vùng đao chém yêu ngọt sứt như cắt rau hẹ, Tô Thiên kinh ngạc tột cùng. Trước đó cấm vệ của Đoạn Vô Cầu, nội vệ của Sát Vô Cầu còn dung mãnh thiện chiến đến mấy, cũng phải dựa vào đội ngũ mấy vạn mấy ngàn yêu binh kiên cường chống cự. Mà hiện giờ chỉ một mình Ngô Miễn, xách theo một cây đao, đã giật cho cả vạn yêu quái nhào nhào chạy loạn hết cả lên. Không tận mắt chứng kiến thì đúng là không ai có thể tin tưởng độ chân thật của những gì đang xảy ra. Kỳ thực số lượng yêu quái mà một mình Ngô Miễn chém chết cũng chỉ có hạn mà thôi. Lý do chính khiến cho đám phản quân sụp đổ chỉ là hướng di chuyển của các lớp yêu binh không thống nhất, dẫn đến va chạm với nhau. Đám yêu quái đằng sau muốn lập công trước mặt tân vương, liều mạng lao đầu về phía trước. Mà đám yêu quái phía trước chứng kiến tham lang của Ngô Miễn chém yêu như thái rau, liền cũng nhào nhào quay đầu chạy trối chết. Hai làn sóng yêu binh một tiến một lùi đâm sầm vào nhau, trong lúc hỗn loạn đã dâm đạp tự tổn hại nhau nhiều vô số kể. Yêu quái rốt cuộc vẫn là yêu quái, có không ít tên rơi vào tình huống này liền nổ ra tranh chấp, rút đao chém luôn đồng bọn của mình. Trong một thời gian ngắn mà tình thế đã loạn như nồi cám heo. Ngô Miễn nhân cơ hội đó liên tục múa may tham lang, ít nhất phải có gần 1.000 yêu quái táng mạng dưới đao phong của món pháp khí này. Đừng hỗn loạn, cả người tránh ra hết đi, ta đến xem thử cái tên tóc bạc đó. Lúc này phía sau đám yêu binh chợt vang lên một tiếng gầm lớn, sau đó lại có một đội yêu binh thân mang trọng giáp tiến lên dẹp đường, tách đám yêu quái chắn tầm mắt trước mặt ra. Rồi từ trong đội ngũ yêu binh mới đến xông ra một yêu tướng tuổi tác có vẻ lớn, trên người cũng mang trọng giáp, khuôn mặt hùng hổ uy nghi. Trong tay lão yêu tướng là một thanh chùy lớn loang lổ vết máu. Chờ thấy lão ta tuổi tác đã cao, lại chính là đệ nhất mãnh tướng Cốt Chát của yêu sơn năm đó. Yêu tướng Đoạn Vô Cầu, thống lĩnh cấm vệ canh gác vương cung, chính là đệ tử của lão. Thời còn trẻ, Cốt Chát bởi vì tham gia vào vụ mưu phản của yêu hậu mà đắc tội với yêu vương. Nhưng để tình lão ta năm xưa từng lập chiến công hiển hách, yêu vương không lấy mạng lão, chỉ tước hết chức quan, giáng thành nô lệ. Nhiều năm trước, Tô Thiên bắt đầu âm mưu tạo phản, đã bí mật đưa Cốt Chát đang bị đi đày trở về giấu trong đội quân riêng của mình, cho lão ta thay mặt hắn huấn luyện quân ngũ. Trận tập kích bất ngờ công phá cổng lớn vương cung vừa rồi chỉ là tác phẩm của lão yêu tướng Cốt Chát. Sau đó cấm vệ Đoạn Vô Cầu chống trả vô cùng quyết liệt, Cốt Chát chiêu hàng không được, liền vung chùy đập chết Đoạn Vô Cầu. Có điều vì cấm vệ yêu tướng kia trước khi chết lại sử dụng cấm thuật bạo phát tất cả yêu khí trên người, kịp thời đả thương lão tướng phản phúc của yêu sơn, mới không để cho lão ta xuất trận trong cuộc đại chiến với quân nội vệ của Sát Vô Cầu. Khi biết tin vương cung đã bị công phá, đại quân đang tiến thẳng vào tẩm cung của yêu vương, Cốt Chát kích động không kìm được mà dẫn theo 500 hộ vệ của riêng mình, muốn đến đó tận mắt trông thấy yêu vương bị bắt hoặc là bị bức cho phải tự sát. Có điều lão ta vừa mới bước vào vương cung, từ xa đã nhìn thấy khung cảnh rối loạn vô tổ chức, mấy vạn đại quân bị tắc nghẽn giữa dòng. Đám yêu binh phía sau cũng không biết đằng trước đang có chuyện gì, xôn xao bàn tán đủ loại giả thuyết. Có kẻ nói một đội thân binh cuối cùng của yêu vương liều mình giết ra, cũng có kẻ cho rằng là lão yêu vương đi thân ra mặt động thủ. Bất kể là thế nào, đã sắp đi đến bước cuối cùng thì không lý nào lại quay đầu từ bỏ.
Cô Trát lập tức lệnh cho hộ vệ mở đường, dọn ra một lối đi cho lão đi qua. Đi được nửa đường, tóm được một yêu binh trốn về, mới biết được chuyện gì đang diễn ra. Đối phương chỉ có một người mà có thể giết cho mấy vạn yêu binh đại loạn. Câu trả lời này khiến cho Cốt Chát nổi giận. Bản tính trời sinh của loài yêu chính là phải ăn thịt người, làm sao lại để cho loài người đuổi giết ngược lại? Chuyện đó khó tin như thể một con dê có bản lĩnh cắn chết một đoàn quân mấy vạn người. Sau khi biết được đối phương chỉ có một mình, Cốt Chát liền gầm lên một tiếng cho yêu binh phía trước nhường đường. Tự lao ta muốn đến để xem người nọ là ai mà lại có bản lĩnh như thế. Lẽ nào lại là Từ Phúc quay trở về? Trông thấy lão yêu tướng xuất hiện, Ngô Miễn chẳng tỏ vẻ gì. Có điều Bách Cương đứng bên cạnh lại lên tiếng nhắc nhở: cẩn thận, lão ta năm xưa chính là đệ nhất mãnh tướng trên yêu sơn. Cốt Chát, đệ nhất mãnh tướng năm xưa? Ngô Miễn cố ý kéo dài giọng ra, đảo mắt lên xuống đánh giá một lượt lão yêu tướng Cốt Chát trước mặt, tiếp tục nói: nhớ kỹ, tên tóc bạc người muốn gặp tên là Ngô Miễn. Khi Chu Miễn vẫn còn ở trong miệng, tham lang trong tay y đã chém một đao về phía Cốt Chát. Cốt Chát có kinh nghiệm trận mạc đầy mình, đối đầu với Ngô Miễn hết sức cẩn thận. Cùng lúc nam nhân tóc bạc làm động tác chém xuống, lão ta cũng đưa phần đầu thanh chùy lớn chắn ở trước ngực mình. Một loạt âm thanh của kim loại va chạm vào nhau vang lên chát chúa. Đầu chùy to như đầu trâu đã bị chẻ làm hai. Trọng giáp trên mình Cốt Chát cũng bị đao phong chém rách. Thân thể lão yêu tướng thẳng tắp đứng khựng ngay tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn nam nhân tóc bạc trước mặt mình. Lão ta có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ rằng kết quả lại như thế này. Thần binh phía sau lão lăng Ngô Miễn sẽ thừa cơ bổ thêm đao thứ hai, lập tức dương khiên giáp muốn che chắn trước người chủ tướng. Không ngờ là bọn chúng còn chưa kịp bước lên phía trước Cốt Chát, đã thấy từ vị trí trọng giáp bị chém rách, nửa thân trên của vị đệ nhất mãnh tướng một thời yêu sơn tách rời ra, thân mình chia làm hai nửa đổ dầm xuống đất, máu tươi nội tạng tung tóe khắp nơi. Ngô Miễn chỉ bằng một nhát đao đã kết liễu đệ nhất mãnh tướng của yêu sơn. Chuyện này khiến cho tất cả yêu binh có mặt ở đây đều bị dọa cho choáng váng. Vốn còn đang trông cậy lão yêu tướng này có thể giằng co thêm một lúc, tạo cơ hội cho bọn chúng rảnh tay tấn công vào tầm cung. Ai có ngờ đâu, chỉ bằng một thời gian vài cái chớp mắt, Cốt Chát đã từ một thân biến thành hai nửa. Khi Cốt Chát xuất hiện, Tổ Thiền đã điều động yêu binh tản ra. Toàn bộ yêu binh đang chặn ở cổng lớn lui ra ngoài, để lại khoảng 4-5 ngàn tinh binh dàn trải ở các vị trí phía trước cung điện. Số còn lại chia thành từng đội 1 ngàn tên chờ trực bên ngoài. Nếu Cốt Chát mất đi lợi thế thì tùy tình hình mà lao vào du đấu với nam nhân tóc bạc kia. Mấy vạn yêu binh đối phó một con người mà còn phải chơi trò du kích, nói ra thôi cũng đủ mất mặt rồi. Trước đó đám yêu binh tập trung vào một chỗ với mật độ cao, Ngô Miễn nhắm mắt lại cũng có thể dọn được một mảng lớn. Hiện giờ chúng tản ra, trở lại một khoảng trống rộng chừng 50 trượng, để cho Cốt Chát tướng quân và Ngô Miễn dùng làm võ đài. Tổ Thiền cũng có suy tính riêng, đợi cho Cốt Chát quấn chân Ngô Miễn khiến ý không thể nào phân tâm được. Mấy ngàn yêu binh thủ phía trước cung điện liền có thể nhân cơ hội vọt vào trong. Đến lúc đó, chỉ cần yêu vương không còn thở nữa, Ngô Miễn cũng không còn lý do gì để ra tay. Nhưng đến lúc này thì kế hoạch đó đã không còn khả năng thực hiện. Hai tên đồng bọn của Tô Thiên lập tức thúc giục hắn phải thêm yêu binh xông vào. Luôn có một thời điểm mà Ngô Miễn đánh giết mệt mỏi, chỉ cần y có một giây mất tập trung là sẽ cho yêu binh xông lên ngay. Món pháp khí bá đạo như vậy, bọn chúng không tin là người bên trong còn có cái thứ hai. Chúng ta tiêu hao hết đại quân, cứ cho là giải quyết được yêu vương, rồi tàn cục phía sau, ai sẽ thấy chúng ta thu dọn đây hả? Tô Thiên lạnh lùng liếc nhìn hai tên đồng bọn, sau đó điều động yêu binh vừa đánh vừa lui. Ngô Miễn có thể sử dụng pháp khí ở nơi này,
mà đám yêu binh yêu tướng lại không thể thi triển yêu pháp, thật sự quá bất lợi. Giờ chỉ còn cách dẫn dụ y ra khỏi khu vực trận pháp trong vương cung. Mấy vạn đại quân cùng nhau thi triển yêu pháp đánh một đòn, thì dù có là Tử Phúc năm xưa cũng sẽ phải chết không kịp ngáp. Tô Thiên ra lệnh một tiếng, mấy ngàn yêu binh đang thủ trước cửa cung bắt đầu kéo nhau lui về. Vốn cứ nghĩ rằng nam nhân tóc bạc kia sẽ thừa thắng xông lên, nhưng sự thật là khiến Tô Thiên buồn bực không nói nên lời. Ngô Miễn và Bách Cương hoàn toàn không có ý định đuổi theo. Một người một yêu chỉ nhìn theo đám yêu binh lui dần ra ngoài, rồi thong thả ngồi xuống bậc thềm trước cửa cung điện. Trong lòng Bách Cương còn lo lắng cho yêu vương, quay mặt hô to vào bên trong một hồi, dò hỏi xem Bạch Trọng còn bao lâu nữa thì chữa trị xong cho bệ hạ của mình. Còn Ngô Miễn thì lười biếng, nghiêng người nửa nằm trên bậc thang thảnh thơi phơi nắng. Thầy Ngô Miễn nhất định không thèm đi ra. Tô Thiên vốn đam mưu túc trí cũng tức phát điên rồi. Hai tên đồng bọn cùng tạo phản thấy hắn không còn chú ý gì nữa, liền sai quân đi tìm con yêu quái nào lớn giọng một chút đến trước cửa cung chửi bới, cứ nhằm vào tổ tông tám đời nhà Bách Cương và Ngô Miễn mà chửi. Chỉ cần có thể chửi cho hai bọn họ nổi điên lao ra ngoài, liền coi như đã lập được công lao. Có điều chửi đồng cũng là một môn năng khiếu, không phải cứ có miệng cứ biết nói là cũng biết chửi đồng. Thiên phú chửi nhau trên toàn có yêu sơn này dường như đã bị một con yêu quái duy nhất là Bách Vô Cầu độc chiếm mất rồi. Những yêu quái khác bình thường va chạm không vừa mắt là sẽ đánh nhau ngay. Kẻ biết mắng chửi thật sự không được mây mống. Mắng chưa được hai câu, còn chưa kịp động đến tổ tông Ngô Miễn, đám yêu quái đã thấy ê răng ngượng mồm. Ê a một hồi, cũng không biết bản thân đang nói gì nữa. Trong bọn chúng quả thật có mấy tên bỏ được mặt mũi chửi thêm mấy câu. Tham lang của Ngô Miễn lại vung lên, một đao hạ xuống, chính là mười mấy xác yêu nằm đo đất. Lũ yêu quái tham gia chửi bới còn lại thấy vậy, dòng điệu không tự giác mà ngày càng nhỏ đi. Cho bọn nó về hết đi, còn ngài chưa đủ ê mặt hả? Tô Thiên đã bình tĩnh lại, bực bội quát. Hắn nhìn về phía tầm cung hít sâu một hơi, sau đó gọi đến vài tên chủ tướng nói với bọn chúng. Cả người phái thủ hạ xô đổ tất cả các mặt tường bao quanh vương cung. Mấy vạn yêu binh chúng ta đồng loạt xuất kích từ bốn phương tám hướng. Ngô Miễn chỉ có một thanh pháp khí, bốn phía đều là yêu binh yêu tướng, để xem hắn có thể chém được bao nhiêu. Hết chương 140, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Từ bây giờ thì Thành sẽ cố gắng đọc đều cho các bạn nghe. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc nha. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.